Cưới được cô vợ nấu ăn dở nhưng giỏi trang trí, anh chồng có những bữa ăn để đời. Cách chấp vá món ăn lỗi lầm là trang trí cho chúng thật đẹp. Thảm họa bếp núc dường như đã trở thành một loại gia vị của cuộc sống thường nhật, mang đến những tiếng cười giải trí, đôi khi bao gồm cả những bài học bổ ích cho dân mạng. Kho tàng thảm họa nấu nướng mới đây tiếp nhận thêm một tình huống chữa cháy, vừa lợi hại vừa mắc cười. Câu chuyện được chia sẻ bởi một anh chàng người Trung Quốc. Anh khoe những tác phẩm thảm họa nhưng được sửa chữa lại bởi vợ mình. Vợ anh nấu ăn không xuất sắc nhưng về khoản trang trí thì rất đáng khen ngợi. Trong một mẻ bánh nướng bị cháy, cô vợ nhanh trí biến tấu thành những chiếc bánh tạo hình kinh dị. Tác phẩm thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Clip ngắn về mẻ bánh của cô vợ được dân mạng hưởng ứng, khen ngợi, sáng tạo ghê đấy, cắt lớp thành hình khớp luôn. Cô vợ chắc giỏi hình khối, mỹ thuật lắm. Giờ anh nhanh tay ăn đi không vợ la bây giờ, khoe clip thế này thiên hạ biết hết vợ nấu dở. Chữa lợn què thành lợn rừng luôn, giỏi ghê đó.